TikToker Việt Mỹ, chàng trai 9X múa cọ kiếm đến 100 triệu một tháng, luôn thả hồn vào những bức vẽ triệu view. Việt Mỹ, chủ nhân của những bức vẽ về các nghệ sĩ Vbiz thu hút hàng triệu view trên TikTok. Anh chàng này vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, không thua gì hotboy Hàn Quốc. Thế nhưng giữa một dàn TikToker được chú ý nhờ hát nhép hay nhảy múa, thì Việt Mỹ lại nổi lên bằng tài năng múa cọ đặc biệt. Theo khán giả được biết, xuất phát điểm chàng trai quê Đà Nẵng này không phải là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật được đào tạo bài bản. Tất cả những tác phẩm mà Việt Mỹ thể hiện trên TikTok đều nhờ vào năng khiếu hội họa có sẵn trong người và sự cố gắng học hỏi sáng tạo không ngừng. Trước khi nổi tiếng, chàng trai họa sĩ từng phải bươn chải khá nhiều công việc, thậm chí sẵn sàng vẽ miễn phí để trau dồi tay nghề. Việt Mỹ từng chia sẻ khi tham gia nền tảng TikTok từ năm 2020, anh chỉ muốn lưu giữ sở thích bản thân bằng các video vẽ vui trong mùa dịch rảnh rỗi. Tuy nhiên, chính những bức vẽ độc lạ được đầu tư rất kỹ lưỡng về chất lượng của TikToker đã thu hút về nhiều sự chú ý của khán giả. Sau đó, không ít dân mạng bắt đầu đưa ra các thử thách, yêu cầu anh chàng 9X tài năng này thực hiện các clip vẽ người nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nếu ai có theo dõi kênh TikTok của Việt Mỹ thì sẽ nhìn thấy anh chàng này đã sáng tạo ra rất nhiều cách vẽ khác nhau, đặc biệt những bức tranh còn được tạo nên từ nhiều vật liệu khiến khán giả không ngờ đến như lá cây, ống hút, băng keo, gạo và trứng gà. Ít ai biết rằng để hoàn thành được một tác phẩm như trong video nhằm chiều lòng người hâm mộ, hot TikToker này thường phải mất nhiều giờ đồng hồ, có khi cả ngày trời mới hoàn thành xong. Đổi lại, đến khi khán giả được chiêm ngưỡng những bức vẽ độc đáo, ai cũng phải trầm trồ và công nhận khả năng thiên biến vạn hóa của chàng họa sĩ đa tài này. Một số bức họa nghệ thuật lấy cảm hứng từ nghệ sĩ do chính anh múa bút từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội như chân dung rapper Binzy bằng chữ châu, vẽ đen phâu bằng chữ đen, dùng cả hai tay hai chân để khắc họa bốn thành viên của nhóm Blackpink. Trước đó, Việt Mỹ từng đăng tải nhiều video vẽ tranh chân dung nghệ sĩ Hoài Linh bằng biệt tài độc đáo của mình. Anh chia sẻ, vẽ bố bao nhiêu tranh rồi, nay mới có cơ hội được tặng, thích ghê. Sau những hoạt động nỗ lực trên nền tảng TikTok, kênh của Việt Mỹ đạt hơn 7,1 triệu lượt theo dõi và hơn 135 triệu lượt yêu thích trong năm 2021. Bên cạnh đó, chàng trai gốc Đà Nẵng còn được xướng tên ở hạng mục nhà sáng tạo của năm tại giải thưởng TikTok Awards. Công việc đem đến thu nhập chính cho hot TikToker là vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng. Từ một thanh niên từng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đã có thể kiếm được mức thu nhập khủng. Điều đó chứng tỏ tài năng của Việt Mỹ đã được mọi người công nhận. Chưa kể, chàng họa sĩ điển trai này không chỉ nhận được niềm vui là sự nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, mà còn kiếm được thu nhập trung bình từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi tháng vì có nhiều khách hàng tìm đến anh đặt hàng vẽ tranh. Theo Việt Mỹ chia sẻ, để có được những video chất lượng, bản thân TikToker cần phải làm được nhiều nội dung, phải thật sáng tạo, nên đối với anh phần khó khăn nhất chính là lên ý tưởng. Việt Mỹ bày tỏ, trong những vật liệu mà mình đã từng vẽ thì mình thích nhất là phần vẽ bằng trứng gà. Mình đã thử đi thử lại nhiều lần mới chinh phục được thử thách đó. Chỉ cần bạn có đam mê và cố gắng nỗ lực, chắc chắn thành công sẽ không phụ bạn. Việt Mỹ là một gương mặt hot TikToker nổi tiếng nhờ khả năng hội họa cực đỉnh. Mọi thử thách mà dân mạng đặt ra cho anh chàng này đều thực hiện một cách thành công và cho ra hàng loạt tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.